Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ củng cố các kiến thức về hiện tượng hóa học, phản ứng hóa học, định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hóa học, từ đó nắm chắc việc áp dụng định luật và cách lập phương trình hóa học. Chúng ta sẽ bắt đầu vào bài luyện tập 3 bằng cách nhắc lại các kiến thức cần nhớ, sau đó thực hiện một số bài tập theo sách giáo khoa. Nhắc lại, sự biến đổi chất có tạo ra chất mới chính là hiện tượng hóa học. Quá trình biến đổi của chất như thế được gọi là phản ứng hóa học. Trong phản ứng hóa học, chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử, làm cho phân tử biến đổi, kết quả là chất biến đổi. Còn số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên trước và sau phản ứng. Dựa vào định luật bảo toàn khối lượng, tính được khối lượng một chất khi biết khối lượng của các chất khác trong phản ứng. Ví dụ, với phản ứng, chất A tác dụng với chất B tạo thành chất C và chất D. Nếu cho khối lượng chất A, khối lượng chất B và khối lượng chất C, yêu cầu tính khối lượng chất D, thì theo định luật bảo toàn khối lượng chúng ta có, trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng. Theo đó, công thức về khối lượng sẽ được viết như sau. Khối lượng chất A cộng khối lượng chất B sẽ bằng khối lượng chất C cộng khối lượng chất D. Vậy, khối lượng chất D sẽ bằng khối lượng chất A cộng khối lượng chất B trừ đi khối lượng chất C. Tiếp theo, các em cần nhớ, phương trình hóa học dùng để biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học. Phương trình hóa học gồm công thức hóa học của các chất trong phản ứng với hệ số thích hợp, sao cho số nguyên tử mỗi nguyên tố ở hai bên đều bằng nhau. Vì vậy, để lập phương trình hóa học, ta phải cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố và nhóm nguyên tử nếu có. Cân bằng số nguyên tử mỗi nguyên tố, tức là tìm hệ số thích hợp đặt trước các công thức. Nhắc lại, mẹo nhỏ để cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố. Đối với phản ứng có hai nguyên tố, các em sẽ cân bằng nguyên tố có số nguyên tử nhiều hơn trước. Còn đối với phản ứng có 3 nguyên tố trở lên, các em sẽ cân bằng theo thứ tự như sau. Kim loại, nhóm nguyên tử, phi kim, khác H, khác O, sau đó là hydrogen, cuối cùng là oxygen. Ví dụ, với phản ứng Al tác dụng với HCl, tạo thành AlCl3 và H2. Theo thứ tự cân bằng vừa nhắc, ở phản ứng có 3 nguyên tố này, chúng ta cân bằng số nguyên tử của các nguyên tố theo thứ tự kim loại Al, sau đó đến phi kim Cl và cuối cùng là H. Trước và sau phản ứng đều có một nguyên tử Al. Số nguyên tử Al đã cân bằng. Trong phân tử HCl có một nguyên tử Cl, trong phân tử AlCl3 có 3 nguyên tử Cl, nên ta chọn hệ số 3 đặt trước HCl. Lúc này trước phản ứng có 3 phân tử HCl, trong đó có 3 nguyên tử H. Sau phản ứng, trong phân tử H2 có 2 nguyên tử H. Để cân bằng số nguyên tử H, đầu tiên chúng ta sẽ làm chẵn số nguyên tử H ở vế trái, tức là nhân 2 vào hệ số 3. Vậy chúng ta sẽ có 6 phân tử HCl. Trong 6 phân tử HCl có 6 nguyên tử H, nên chúng ta chọn hệ số 3 đặt trước phân tử H2 để có 6 nguyên tử H. Trở lại, với 6 phân tử HCl thì số nguyên tử Cl là 6. Còn trong phân tử AlCl3, số nguyên tử Cl là 3, nên ta chọn hệ số 2 đặt trước AlCl3 để có 6 nguyên tử Cl. Sau đó, kiểm lại số nguyên tử Al. Sau phản ứng, trong 2 phân tử AlCl3 có 2 nguyên tử Al, nên chúng ta chọn hệ số 2 đặt trước Al phản ứng. Lúc này phương trình đã cân bằng. Phương trình hóa học này được đọc là
hai nguyên tử Al tác dụng với 6 phân tử HCl tạo thành hai phân tử AlCl3 và 3 phân tử H2. Các em chú ý, số nguyên tử, số phân tử của các chất trong phản ứng chính là hệ số đứng trước công thức hóa học. Vậy nên, tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng chính là tỷ lệ hệ số trước công thức hóa học của mỗi chất. Đó là toàn bộ nội dung kiến thức cần nhớ. Các em xem thêm trong sách giáo khoa trang 59-60. Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu làm bài tập. Bài 1. Cho sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa N2 và H2 tạo ra NH3. Các em hãy cho biết tên các chất tham gia và sản phẩm của phản ứng. Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào, phân tử nào biến đổi, phân tử nào được tạo ra, số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng bao nhiêu, có giữ nguyên hay không. Phân tử N2 đại diện cho chất nitrogen, phân tử H2 đại diện cho chất hydrogen, phân tử NH3 đại diện cho chất ammonia. Tên các chất tham gia là nitrogen và hydrogen, tên sản phẩm là ammonia. Trước phản ứng, nguyên tử N liên kết với nguyên tử N, nguyên tử H liên kết với nguyên tử H. Sau phản ứng, một nguyên tử N liên kết với ba nguyên tử H. Kết quả là từ phân tử N2 và phân tử H2 biến đổi thành phân tử NH3. Trước phản ứng có một phân tử N2, trong đó có hai nguyên tử N. Trước phản ứng có 3 phân tử H2, tức là có 6 nguyên tử H. Sau phản ứng có 2 phân tử NH3, tức là có 2 nguyên tử N và 6 nguyên tử H. Số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng giữ nguyên. Bài 2. Khẳng định sau gồm hai ý. Trong phản ứng hóa học, chỉ phân tử biến đổi, còn các nguyên tử giữ nguyên, nên tổng khối lượng các chất được bảo toàn. Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau. Ở bài định luật bảo toàn khối lượng, chúng ta đã biết, trong phản ứng hóa học, chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử, còn số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên và khối lượng của các nguyên tử không đổi. Vì vậy, tổng khối lượng các chất được bảo toàn. Nên, hai ý trên đều đúng. Và ý 1 giải thích cho ý 2 là lựa chọn chính xác. Các em đọc đề bài 3 sách giáo khoa trang 61. Từ đề bài, chúng ta có CaCO3 là thành phần chính của đá vôi. Có nghĩa là khối lượng đá vôi sẽ bằng khối lượng của CaCO3 cộng cho khối lượng của các chất khác tạm gọi là tạp chất. Vậy, trong 280 kg đá vôi, thì khối lượng CaCO3 là bao nhiêu? Và nó chiếm bao nhiêu phần trăm khối lượng đá vôi? Đó chính là yêu cầu của câu B. Chúng ta tóm tắt lại đề bài trên. CaCO3 phân hủy ở nhiệt độ cao tạo thành CaO và CO2. Khối lượng đá vôi là 280 kg. Khối lượng CaO là 140 kg. Khối lượng CO2 là 110 kg. Yêu cầu thứ nhất, viết công thức về khối lượng. Yêu cầu thứ hai, tính phần trăm khối lượng CaCO3 trong đá vôi. Với phản ứng CaCO3 phân hủy thành CaO và CO2, theo định luật bảo toàn khối lượng, chúng ta có công thức về khối lượng được viết như sau. Khối lượng CaCO3 sẽ bằng khối lượng CaO cộng cho khối lượng CO2. Mà khối lượng CaO là 140, còn khối lượng CO2 là 110. Chúng ta tính được khối lượng CaCO3 bằng cách lấy 140 cộng cho 110, được 250 kg.
Khối lượng đá vôi là 280 kg. Chiếm 100%, vậy khối lượng CaCO3 là 250 kg sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm? Đây chính là thành phần phần trăm theo khối lượng của CaCO3 có trong đá vôi. Chúng ta sẽ tính bằng phép tính nhân chéo chia ngang. Lấy 250 nhân 100 chia cho 280 được 89,29%. Vậy, tỷ lệ phần trăm về khối lượng CaCO3 chứa trong đá vôi là 89,29%. Các em đọc đề bài 4 sách giáo khoa trang 61. Theo đề, chúng ta có chất tham gia phản ứng là C2H4 và O2, sản phẩm là CO2 và H2O. Sơ đồ của phản ứng được viết như sau. C2H4 tác dụng với O2 ở nhiệt độ cao tạo thành CO2 và H2O. Để lập phương trình hóa học của phản ứng trên, chúng ta cần cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau sơ đồ phản ứng này. Phản ứng này có 3 nguyên tố nên chúng ta sẽ cân bằng theo thứ tự. Kim loại, nhóm nguyên tử, phi kim, H, O. Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu từ phi kim C. Trước phản ứng, trong phân tử C2H4 có 2 nguyên tử C. Sau phản ứng, trong phân tử CO2 có 1 nguyên tử C, nên chúng ta chọn hệ số 2, đặt trước CO2 để có 2 nguyên tử C. Đến H. Trước phản ứng, trong phân tử C2H4 có 4 nguyên tử H. Sau phản ứng, trong phân tử H2O có 2 nguyên tử H, nên chúng ta sẽ chọn hệ số 2, đặt trước H2O để có 4 nguyên tử H. Cuối cùng đến O. Trước phản ứng, trong phân tử O2 có 2 nguyên tử O. Sau phản ứng, trong 2 phân tử CO2 có 4 nguyên tử O. Trong 2 phân tử H2O có 2 nguyên tử O. Vậy sau phản ứng có 6 nguyên tử O. Nên trước phản ứng, chúng ta sẽ đặt hệ số 3 trước O2 để có 6 nguyên tử O. Lúc này phương trình đã được cân bằng. Một phân tử C2H4 tác dụng với 3 phân tử O2 ở nhiệt độ cao tạo thành 2 phân tử CO2 và 2 phân tử H2O. Có nghĩa là tỷ lệ số phân tử ethylene và số phân tử oxygen là 1 chia 3. Còn tỷ lệ số phân tử ethylene và số phân tử carbon dioxide là 1 chia 2. Các em tiếp tục đọc đề bài 5 sách giáo khoa trang 61. Trong công thức AlxSO4Y lần, chúng ta biết Al hóa trị 3, SO4 hóa trị 2. Do đó, chúng ta có tỷ lệ X chia Y bằng 2 chia 3. Suy ra được x bằng 2, y bằng 3. Nên công thức hóa học của chất trên là Al2SO4 3 lần. Sơ đồ của phản ứng được viết lại như sau. Al tác dụng với CoSO4 tạo thành Al2SO4 3 lần và Cu. Để lập phương trình hóa học, chúng ta sẽ cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng này. Bắt đầu với kim loại, trước phản ứng có 1 nguyên tử Al, sau phản ứng có 2 nguyên tử Al, nên chúng ta chọn hệ số 2 đặt trước Al. Với Cu, trước phản ứng và sau phản ứng đều chỉ có 1 nguyên tử Cu. Đến nhóm nguyên tử, trước phản ứng trong phân tử CuSO4 có 1 nhóm SO4, sau phản ứng trong phân tử Al2SO4 3 lần có 3 nhóm SO4, nên chúng ta chọn hệ số 3,
đặt trước COSO4. Lúc bấy giờ, số nguyên tử CO trước phản ứng đã tăng lên là 3 nguyên tử. Nên sau phản ứng, chúng ta đặt hệ số 3 trước CO để có 3 nguyên tử CO. Phương trình đã cân bằng. Từ phương trình hóa học chúng ta thấy có 2 nguyên tử Al tham gia phản ứng thì tạo thành 3 nguyên tử CO. Vậy tỷ lệ số nguyên tử Al và số nguyên tử CO là 2/3. Trở lại với phương trình hóa học trên. Có 3 phân tử COSO4 tham gia phản ứng thì tạo thành 1 phân tử Al2SO4 3 lần. Vậy tỷ lệ số phân tử COSO4 và số phân tử Al2SO4 3 lần là 3/1. Kết thúc bài luyện tập 3. Chúc các em học tốt!